Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Tử: Nếu các Bồ Tát thường đối với kinh điển tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa rõng mãnh tin cầu, chẳng nghĩ đến thân mạng mà có lúc chẳng đạt được các kinh điển khác thì không có điều ấy. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì các Bồ Tát này, vì hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà chỉ dạy, khuyến khích, dắt dìu, khen ngợi, khích lệ, chúc mừng các loài hữu tình, làm cho thọ trì đọc tụng kinh điển tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa và kinh điển khác, cũng chính mình ở trong đó siêng năng tu học. Nhờ năng lực của phước đó nên tùy theo sanh ra ở chỗ nào, tự nhiên thường gặp kinh điển tương ưng với Ba La Mật Đa sâu xa và các kinh điển khác tương ưng với sáu pháp Ba La Mật, thường không xả bỏ,